Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. À, năm mới có hai xin chúc mọi người tập thể có được những chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, yêu công việc của mình, và chúng ta phải xây dựng có được những ngày càng phát triển. Chúc cả cô năm mới nhiều cái mới để cho mọi người cùng chung vui. Là thứ nhất là luôn luôn là mạnh khỏe, thứ hai nữa là cùng nhau là tạo ra một cái môi trường làm việc là càng ngày là càng tuyệt vời hơn nữa, và tất cả các thầy cô đều thành công.